Em lên anh có con 800 880 cái chổi nữa ở đó gì gì. Anh mua của Shopee về lắp nó kêu có cái kẹt đúng không? Ờ. Thế là bây giờ anh lại chấp nhận mua đắp. Ờ. Thì anh mua Shopee bao nhiêu mấy trăm cái đấy đâu? 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 600 mấy nghìn. Rồi. Em tưởng anh mua hơn trăm. Anh mua ở đây thì chắc là anh phải sốc nhiệt thật. Ở đây bao tiền? Sốc giá luôn. 500 nghìn. Em tưởng anh lâm tôi thì lâm tôi đó. Vâng. Lâm tôi thì lâm nhỉ? Vâng. Đấy là cái đấy kêu là tại sao nhỉ? Nó vừa cái rang của anh với lại nó. Đấy là hàng đều luôn thế mà. Nó chỉ bị một chổi thôi. Vâng, anh có thể mang máy đến đây, bọn em lắp hai chổi cho anh để em test luôn. Nhưng mà nói chung là cả Việt Nam này em khẳng định luôn, hiện tại chỉ có em có chỉ chính hãng. Đấy, còn chổi anh dùng không chính hãng thì sao lại kêu thế nhỉ? Thì mình chấp nhận thôi. Máy nó cứ dập này. Cái này nó còn không lên luôn. Thế còn của chị đi. Máy thả của chị ấy. Đây, cắm vào có thế, mà cái đầu sạch này bị... Để mình phải lau cái này một tí. Vâng. Anh cứ có cái gì lau ra cái gì đó. Chủ chứng có bình nhà. Không, cái sổ lau ra này. Anh bỏ ra, anh có chạy được đâu, bởi vì nó kêu ở Mỹ mà anh không thể nhà về. Anh để chạy không được lâu rồi. Biết này. Thank you.